đất nước không còn chiến tranh nhưng tại sao nhiều người vẫn nhập cư lậu cảnh sát ireland phát hiện 14 người đang trốn trong container đông lạnh trong đó không có không khí họ thở không được cho nên phải đục lỗ ước tính họ đã ở trong đó hơn 24 tiếng may mắn họ được giải cứu kịp thời và còn sống trong 14 người đó có ba người là công dân việt nam Đọc câu chuyện này, chúng ta nghĩ ngay đến sự kiện 39 người Việt đã ra đi trong container ở Anh vào năm 2019. Một lần thì không có gì để nói, nhiều lần thì chỉ có thể là đường dây buôn người. Công thức là như sau: một người muốn nhập cư lậu bắt đầu ở Việt Nam, hai đi sang các nước gần châu Âu như là Nga, ba di chuyển đến cảng ở Pháp, bốn chui vào container để nhập cảnh vào Anh, năm sang đó làm chui hoặc xin tị nạn đi được các visa chờ. Tổng số tiền một người phải trả lên đến 30.000 bảng Anh, nghĩa là họ không quá nghèo cũng không quá giàu. Vì lý do nào đó họ vẫn chọn con đường bất hợp pháp và gánh rủi ro cho bản thân và gia đình tại sao họ không đi làm hay xuất khẩu lao động cái đó mình không biết bởi vì họ lười hay là họ mất niềm tin thông qua những vụ việc như vậy chúng ta không thể trách tại sao hộ chiếu việt nam bị xếp áp chót bởi vì nó gắn liền với nạn nhập cư lậu mình không hiểu điều này